Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một thí sinh đầu tiên. Thí sinh đầu tiên bước ra đây là thí sinh có chỉ số giảm cân cao hơn những người còn lại. Và chỉ cần là phải nhảy giỏi và chinh phục quý vị khán giả thì thí sinh đó sẽ yên tâm để có một cái ghế an toàn để tiếp tục với những vòng sau. Đinh Ngọc Diệp, em có yêu thích nhạc của anh Đàm Vĩnh Hưng không? Nói chung là anh hát là em yêu bất kể bài nào. Ồ vậy hả? Vậy gần đây nhất là bài nào? Kể ở đây thì dài thiên thu bất tận. Không có dài, bài nói hát. Chung là em mê anh Hưng đó, không chỉ ở giọng hát mà là còn ở ngoại hình và tính tình của anh nữa. Mà em thích cái con người và cá tính và cái tâm hồn của anh nhiều hơn. À, ghê thiệt. Còn anh, thần tượng của anh là ai? Về âm nhạc là anh thích nghe nhạc của anh Đàm Vĩnh Hưng. Còn về hài kịch thì khỏi nói cũng biết rồi. Và bây giờ xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ thí sinh đầu tiên. Đó chính là anh Khoa. Ca sĩ Lý Hải luôn luôn là một thần tượng rất lớn đối với mình. Mình nhớ hồi nhỏ rồi mình đã được chụp hình chung với chú ấy. Thật sự cái cảm giác lúc đó mình rất là vui. Vui, vui lắm. Anh mong có em bao ngày qua, anh mong có em khi tình xa. Dù bao giấc mơ trong lòng ta, trọn đời nguyện yêu em mãi. Khoa, chị xin em đừng có điên nữa, em đừng có đơ nữa. Và đừng có đảng là đảng trí đó. Em bình thường dùm chị nha, đừng có đảng trí nữa nha Khoa. Xin em đó nha Khoa. Một phần nhờ những lời la đó mà mình có thể vượt qua để mà hoàn thành tốt những cái bài diễn vừa rồi, để cho mình có mặt ở top 7 lần này. Chủ đề tuần này là chủ đề nhạc Việt. Cái điều khó khăn của mình đó là mình chưa biết gì về tango. Và cái nhịp của nó rất là khó nghe. Và kỹ thuật của nó thì cực kỳ cao. Mình muốn thử thách bản thân của mình nhiều hơn để mang đến màn trình diễn cho khán giả nhiều màu sắc hơn. Bây giờ xin mời ban giám khảo nhận xét phần trình diễn của anh Khoa. Xin mời anh John Huy ạ. Bài mở màn hôm nay rất là hot, sexy, hot. Tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Lúc nãy anh cảm nhận cái điều yêu, cái điều đam mê, cái điều ghét, bạo lực, tất cả mọi thứ. Hai bạn thể hiện trên cái sân khấu này rất là thành công. Và chị Ốc lấy cái khăn và bịt mắt của anh Khoa thì đúng anh hơi lo lắng. Tại cái ám mắt là một cái phần rất là quan trọng lúc mình diễn. Nhưng mà không hiểu tại sao, nhưng mà cái điều đó giúp cái tiết mục và giúp cái diễn cái gương mặt của anh Khoa sáng hơn. Mấy cái động tác tango, cái sự kết hợp với nhau, cái frame lúc mình đó, nó phải rất là chắc. Anh rất là ngạc nhiên về em. Và Ốc thì anh biết em có một cái vấn đề đúng không, em bị chấn thương chân. Và tại anh thấy ở phía sau thì em bo lại cái chân thì anh cũng hơi lo lắng. Và chắc đó là tại sao em không có mang giày cao gót. Nhưng mà không có thấy vấn đề gì với cái chân của em hôm nay. Chúc mừng hai em. Xin cảm ơn anh John Huy ạ. Xin mời giám khảo Hoài Linh ạ. John Huy nhận xét về anh Khoa thì nó có cái vụ mà bịt mặt lại thì thấy cái mặt sáng hơn. Thôi thì bây giờ em muốn mặt em tối hay sáng?
Nếu muốn mặt sáng thì cứ bịt về ra đường. Sao lạ vậy? Không, tại bình thường mấy tuần trước thì em thấy cái mặt lúc khoa diễn thì hơi đơ đơ đơ. Nhưng mà hôm nay thì bịt mắt thì cái mình thấy nguyên cái phần ở đây nè, anh là mình thấy rõ hơn. Vậy là em không cần biểu hiện trong cặp mắt. Tức là bây giờ rút kinh nghiệm, mời mốt bịt mắt lại ngại. Chỉ cần thể hiện là anh Huy anh thích rồi. Còn anh Hoài Linh thì thấy như thế nào ạ? Còn riêng tôi thì trước tiên nói về ốc đi nha. Càng lúc anh thấy anh càng thương em, anh càng quý em, anh càng thích em hơn. Tại vì thật sự ra đối với Khoa thì em đã làm rất là tròn trách nhiệm của một người partner, một người chị. Nếu mà em lơ là thì chắc chắn là những cái động tác đó Khoa không thể nào mà thực hiện mà tốt như vậy được đâu. Tango là một cái điệu nhảy nó khá là dứt khoát. Có những cái động tác mà tụi em làm nó rất là đẹp mắt. Kể cả cái phần bưng bê cũng vậy. Duy chỉ có khúc đầu nó hơi chệch chọt chút xíu cái lúc mà bê em lên ngay cái phần đầu á. Nhưng mà thoáng qua rất là nhanh. Tại vì tụi tôi ngồi trên đây buộc tụi tôi phải soi thôi. Em nhớ là cái lúc mà bị loạn choạng là ánh mắt ốc có vẻ không hài lòng. Thì dĩ nhiên là ốc là người bị động. Bởi vì khi em nằm trên đó là em bị động rồi. Thì khi Khoa không chủ động được, không làm chủ được cái bản thân mình để nó chệch chọt cái đó, thì dĩ nhiên là bắt đầu em có sự lo lắng không hài lòng là đúng. Vậy không biết là sau cái chệch chọt đó cậu ấy có bị mất tinh thần và làm những cái tiếp theo không. Nhưng mà Khoa lấy lại được tinh thần. Vậy cái lúc em ngồi em quay lưng, quay mặt về bên này á, thì Khoa ngồi đằng sau lưng em thì em không thấy. Nhưng mà lúc đó đó thì nó hơi bị chệch qua bên chút xíu, cậu ấy tự chỉnh lại rất là bình tĩnh để sửa lại. Đó là một cái mà mình rất là cần. Cảm ơn anh Khoa, cảm ơn Ốc Thanh Vân nha. Cảm ơn anh Hoài Linh. Xin mời anh Đàm Vĩnh Hưng. Tôi lại thấy rằng là cái tango nó không hề lạ lẫm, không hề khó đối với em. Đặc biệt là Ốc thì không cần phải nói nữa. Từng cái bước nhảy, từng cái ánh mắt và tất cả những cái bưng bê và cái phách nhịp các bạn đặt để cực kỳ chính xác như máy. Tất cả những động tác nó làm cho người ta đi từ sự chờ đợi này sang sự chờ đợi khác. Rất rất thích luôn. Chỉ cần một chút mạnh mẽ của Khoa nữa thôi. Đó. Nó phải bằng được với Ốc đó. Thì mới thấy là bài này sẽ là tuyệt tuyệt vời luôn. Một bài thi ấn tượng mở màn với tuy ngắn thôi làm cho người ta tiếc nuối. Đó là cách chơi rất thông minh. Để người ta phải tiếc nuối và còn thèm muốn xem mình diễn nữa. Chúng tôi còn đang tiếc nuối đây. Một bài diễn mở màn rất thuận lợi và tuyệt vời. Chúc mừng hai bạn. Cảm ơn ban giám khảo. Và bây giờ là phần cho điểm thí sinh anh Khoa. Mời anh John Huy Trần ạ. Anh chấm bài này 8 điểm. Xin cảm ơn anh. Mời anh Đàm Vĩnh Hưng. 9 điểm. Và anh Hoài Linh. 9 điểm. Điểm trung bình ban giám khảo dành cho anh Khoa là 8,7 điểm. Chúc mừng bạn. Là thí sinh đầu tiên bước lên chiếc cân kia, chắc hẳn là bạn cũng rất là hồi hộp xem mình đã giảm được bao nhiêu cân trong tuần qua, đúng không? Mời hai bạn cùng bước lên phía trước. Thí sinh anh Khoa, cân nặng cũ 90,7 cân, cân nặng mới 87,9 cân, giảm 2,8 cân, tương đương 3,1%. Tổng điểm của anh Khoa, bạn có hồi hộp không? Tổng điểm của bạn là 11,8 điểm. Chúc mừng. Như vậy là thí sinh đầu tiên đã vừa vượt qua phần thi một cách rất là ngoạn mục. Số điểm rất là cao, 11,8.